nó tăng hết quá mình, hoặc là mình quá bị lồn với mình kiểu bị hơi giả chân. Đấy, em suy nghĩ này khá là nhiều điểm tương đồng với em ấy. Bạn cũng thích nấu ăn và nấu ăn khá là ok thì em cũng nấu ăn khá là ok ạ. Em hơi tự tin quá, nhưng mà em cũng tìm được người em thấy mình cũng dễ thương xinh đẹp mà. Phải chăng đây là một review xa của mình? Bạn bận nhiều thứ quá rồi, bạn có thời gian để bạn dành cho gia đình hay không và dành cho người yêu của mình hay không? Hơi xấu hổ. Là sao? Không có ai đó chị. Trời ơi, một cô gái đẹp, năng động, dễ thương, tự tin gì mà chưa có bồ. Em cũng bất ngờ. Em bất ngờ không? Em bất ngờ đấy. 98% là nếu nhau gọi em mà thích em nên cảm thấy rằng là mình không phải là ngủ các bạn nào. Em năm nay lấy chồng lắm, em sẵn sàng tinh thần để lấy chồng từ năm 19 tuổi rồi nhưng mà không có ai. Em muốn một bạn nam là đàn ông mà còn sống ạ. Ông chỉnh trang cách đẹp ổng từ trước đến giờ, ghi hình là mấy ổng ngồi chỉnh tóc không từ đầu giờ đến giờ đó. Trời ơi là trời vận động viên gì mà ngộ vậy. Đại ca được cũng đẹp thì mình cũng không diễn chứ. Được rồi bớt đi. Em ơi đi ra ăn bún đầu ngõ cái gì mặc thế. Không, mặc áo dạ hội. Tốt nhất là cao trên 1m8. Quý vị khán giả ơi, mọi người hãy tham gia ngay vào community ghép đôi thần tốc trên Viber để tham gia 2 mini game và dự đoán với giá trị giải thưởng lên đến 10 triệu đồng mỗi tuần. Vào mỗi 9 giờ thứ 3, cổng bình chọn của 2 mini game sẽ chính thức được mở trên community ghép đôi thần tốc trên Viber. Và quý vị hãy nhanh chóng đăng ký và tham gia ngay community ghép đôi thần tốc trên Viber để bắt đầu tham gia bình chọn quý vị nha. Mini game 1, hãy dự đoán xem nhân vật chính của tuần này sẽ lựa chọn ứng cử viên nào để bước vào vòng gặp mặt, và 5 khán giả may mắn có đáp án chính xác nhất và sớm nhất sẽ có cơ hội nhận được một giải đặc biệt trị giá 4 triệu đồng tiền mặt và được chuyển khoản trực tiếp từ ban tổ chức, và 4 giải khuyến khích. Mỗi giải khuyến khích sẽ là một thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng. Và mini game thứ hai, hãy dự đoán cặp đôi vào vòng gặp mặt có đồng ý hẹn hò với nhau hay không và có bao nhiêu người trả lời giống như đáp án bình chọn của bạn. 5 khán giả có lựa chọn chính xác và dự đoán được số người trùng đáp án với mình gần đúng nhất sẽ được có cơ hội nhận một giải nhất trị giá 2 triệu đồng tiền mặt, sẽ được chuyển khoản trực tiếp từ ban tổ chức, và 4 giải khuyến khích, mỗi giải cũng là một thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng. Quý vị khán giả hãy nhanh chóng vào ngay community để bình chọn nha. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên YouTube MCV Media.